Xin chào mọi người đã quay trở lại với An trong một loạt các video clip hoặc là mỹ phẩm thực phẩm chức năng. Thì trước mặt mọi người đang là hai chai tẩy trang đến từ nhà Magic, một cái hãng mỹ phẩm nội địa Trung. Thì trước đây An đã có review các sản phẩm như là kem dưỡng đến từ Magic, như là kem giảm béo bụng nè, rồi kem dưỡng da tay đến từ nhà Magic, nhưng mà chưa bao giờ có được một cái sản phẩm review nào từ nước tẩy trang của cái hãng Magic này. Thì hôm nay có dịp thì An đã đặt mua về hai chai tẩy trang màu xanh đến từ nhà Magic. Thì Magic là một cái công ty mỹ phẩm nội địa Trung và họ cũng có khá nhiều đa dạng các dòng sản phẩm, trong đó thì cái sản phẩm tẩy trang của họ cũng bán khá là chạy, bởi vì thứ nhất là giá thành rẻ và thứ hai là rất là phù hợp với các bạn sinh viên. Còn hiệu quả về cái sản phẩm này như thế nào thì phải đợi các bạn sử dụng và cho mình ý kiến. Thực ra thì mình cũng chưa có từng sử dụng qua sản phẩm này luôn. Mình đang có trên tay hai cái chai này rồi. Thiết kế của cái chai nhìn khá là bắt mắt. Bên ngoài là một cái chai nhựa màu xanh và với dung tích là 300ml. Ở phía sau là thông tin ingredient, thông tin bảng thành phần của hãng. Thì được một cái là cái bảng thành phần này họ đã viết một chữ là tiếng Hoa và một chữ là tiếng Anh, cho nên thành ra là nếu như các bạn muốn biết về cái bảng thành phần trong cái sản phẩm này có an toàn với da của các bạn không thì các bạn có thể nhìn ở phía sau ha, nó ghi rất là rõ rồi. Anh được review cái chai này bởi vì mọi người cũng nói là cái chai này giá rẻ và sử dụng khá là tốt, cho nên là cũng muốn mua về dùng thử. Thì trước giờ An chỉ sử dụng cái sản phẩm tẩy trang nội địa Nhật với lại của Nivea và của Senka thôi. Còn những cái sản phẩm nội địa của Trung Quốc thì An chưa có từng sử dụng. Thì Magic là một cái công ty mỹ phẩm đã xuất hiện trên thị trường nội địa Trung khoảng từ những năm 2015 đến 2016, thì thực ra chỉ mới đây thôi, nhưng mà các dòng sản phẩm của hãng thì được rất là nhiều bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên, họ tin dùng bởi vì giá thành rẻ và rất là dễ mua ở trên các sàn thương mại điện tử như là Lazada với lại Shopee. Họ có một vài dòng sản phẩm như là cái chai Magic tẩy trang màu hồng, như tên của nó là Magic Gala Beauty Micella. Rồi một cái chai màu trắng tên là Magic Pure Eyes. Và cái chai màu xanh này, tên đầy đủ của nó là Gala Beauty Cleansing Water. Cái chai này mình mua bởi vì mình thấy nó đẹp, nó bắt mắt nên mình mua về. Thì cái bảng thành phần ở phía sau như mọi người có thể thấy là gồm có nước, butylene glycol, glycerin, Stella Extract, Camellia. Nói chung là những cái bảng thành phần thông dụng trong các sản phẩm tẩy trang. Vì đây là một cái sản phẩm giá rẻ cho nên mình không hy vọng gì nhiều về cái công dụng của sản phẩm này. Gọi là một cái chai tẩy trang mà có thể tẩy trang được ưu việt thì không thể, bởi vì đây là một sản phẩm giá rẻ. Nếu mà các bạn muốn những cái chai tẩy trang có công nghệ ưu việt, có thể tẩy trang được mắt môi, tẩy trang được những cái lớp kem chống nắng, kem nền dày, son dày, thì mọi người có thể nghiên cứu những cái hãng mắc tiền hơn. Còn những cái hãng Magic như thế này thì nó chỉ dừng lại ở cái mức độ tẩy trang nhẹ thôi. Sử dụng kem chống nắng hàng ngày, sử dụng để tẩy trang thì mình thấy ok. Ưu điểm của cái sản phẩm này đó là có chứa các thành phần có chiết xuất nhẹ nhàng, tự nhiên, an toàn và không gây kích ứng. Nhưng mà thực sự là mình chưa sử dụng nên mình không biết như thế nào. Mình chỉ tìm hiểu ở trên mạng thôi. Và có thể sản phẩm này nó phù hợp với da của bạn này nhưng không phù hợp với da của bạn kia, cho nên là mọi người nên test thử trước mọi người nhé. Một vài bạn mình thấy là review trên mạng thì họ nói là sử dụng ok, một vài bạn thì nói là nó hơi nóng rát khi mà mới apply cái khoảng thời gian ngắn trên mặt, nhưng mà sau đó thì kết thúc. Nhưng một vài bạn thì cũng nói với mình là nó hơi cay mắt ấy. Đấy là những cái sẽ xuất hiện khi mà các bạn sử dụng những cái sản phẩm như thế này. Có nghĩa là mình nói là phù hợp với bạn này nhưng không phù hợp với bạn kia, cho nên thành ra là mọi người phải test thử ha. Rồi, ưu điểm thứ hai đó là làm sạch da ở mức độ vừa phải.
Làm sạch da khi mà mấy bạn sử dụng chống nắng thôi, còn khi mà mấy bạn mà make up quá đậm thì không thể tẩy trang được mọi người nhé. Một ưu điểm nữa là thiết kế chai rất là đẹp và rất là thuận tiện sử dụng. Đẹp, thuận tiện sử dụng ở đâu thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi luôn. Mình sẽ tháo cái hộp này ra cho mọi người luôn. Cái thiết kế của cái chai này là mình thấy nó khá là tiện dụng, bởi vì cái dạng mà lấy tẩy trang nó khá là tiện. Như mọi người thấy á, đây, cái chai tẩy trang, cái nắp nó sẽ như thế này nè mọi người. Đấy. Thì có nghĩa là khi mọi người để cái chai nó đứng như thế này nè, đây là một miếng bông tẩy trang, mọi người ập lên trên, thấy không? Miếng bông tẩy trang nè, ập lên trên, mọi người nhấn xuống, đấy. Thì cái nước tẩy trang ở phía dưới nó sẽ bơm lên phía trên, có nghĩa là nó bơm như thế thì mọi người sẽ nhận được một lượng nước tẩy trang vừa đủ. Nó không dư, nó cũng không thiếu, mà mình thấy nó rất là gọn gàng. Đây là một cái thiết kế rất là hay, rất là đáng phát huy. Mình thấy nó hay hơn so với những cái chai nước tẩy trang có tiếng trên thị trường luôn á. Ưu điểm của cái sản phẩm này thì mình đã liệt kê qua rồi. Còn cái nhược điểm của sản phẩm này thì nó có mùi nha mọi người. Kiểu như là mình chắc chắn ở trong đây nó có hương liệu, cho nên là thành ra, và mình nghĩ là với các bạn có da nhạy cảm thì nên test thử và không nên sử dụng cái sản phẩm như thế này, với mình sợ nó sẽ bị kích ứng với những cái người mà da nhạy cảm với mùi hương. Hơn nữa đây là một sản phẩm nội địa Trung. Cái sản phẩm này thì như mình có nói là nó sẽ không có loại bỏ được sạch hết hoàn toàn tất cả những cái mỹ phẩm mà gọi là bám lâu, lâu trôi, như là kem nền, kem che khuyết điểm, mascara này kia. Ở những cái vùng môi và vùng mắt thì chắc chắn cái chai này nó sẽ không có tẩy trang được hết đâu. Tuy nhiên thì sử dụng kem chống nắng bình thường thì có thể tẩy trang nhẹ nhàng được. Chai này có thể sử dụng tẩy trang nhẹ nhàng được và phù hợp với các bạn sinh viên. Thì những cái bước tẩy trang như thế này thì mọi người nên sử dụng hàng ngày và nó rất quan trọng. Bởi vì sau một ngày dài mấy bạn sử dụng kem chống nắng thì mấy bạn khi mà mấy bạn về nhà mấy bạn tẩy trang nên nó đã sạch được một bó rồi. Da của các bạn đã thông thoáng hơn rồi. Sau đó tắm rửa, rửa mặt thì da của bạn sạch hơn một tí xíu nữa. Thì cái khoảng thời gian đó mấy bạn có thể nghỉ ngơi, da của các bạn thông thoáng rồi mấy bạn nghỉ ngơi. Sau đó mấy bạn có thể apply serum nè, toner nè, sau đó kem rửa dưỡng, rồi retinol này kia rồi đi ngủ. Đây là một sản phẩm nội địa Trung và cũng không có quá nhiều cái thành phần nổi trội, cũng không có quá nhiều đặc biệt, cho nên anh sẽ kết thúc video đây. Các bạn nào mà xài rồi thì có thể bình luận ở phía dưới comment cho mọi người biết được là cái chai này có ưu nhược điểm gì và có nên sử dụng hay không. Còn bạn nào chưa sử dụng thì có thể mua thử ở trên các sàn thương mại điện tử như là Lazmall và Shopee. Giá thành của cái chai này hình như mình mua đâu có 30.000 à, mà với dung tích là 300ml thì khá là lớn, khá là rẻ. Cho nên là đây cũng là một trong những sản phẩm cũng rất là đáng để mua và dùng thử. Rồi, anh sẽ kết thúc video đây. Rất mong gặp lại các bạn trong những video sau. Cảm ơn ạ.